Nội dung bài học tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 685 ngày 8 tháng 1 với nội dung chi phí mua đồng phục bảo vệ của công ty may Phương Thảo với tổng số tiền là 9.625.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản treo qua công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Để phản ánh đúng được các nghiệp vụ hạch toán liên quan đến chi phí mua đồng phục thì chúng ta sẽ phải xác định được số đồng phục đó được mua về nhập kho trước hoặc mua về và sử dụng ngay. Trường hợp số đồng phục được mua về nhập kho và xuất ra sử dụng, chúng ta sẽ đưa vào kho công cụ dụng cụ tài khoản 153. Và khi thực hiện nhập kho, chúng ta sẽ đưa vào bên nợ của tài khoản 153 để làm tăng kho công cụ dụng cụ. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là 10% và có cho tài khoản thanh toán liên quan. Ở đây phản ánh treo qua công nợ, do đó chúng ta sẽ đưa vào bên có của tài khoản 331 để làm tăng công nợ phải trả. Và khi đơn vị xuất đồng phục ra để sử dụng, chúng ta sẽ phản ánh làm giảm kho công cụ và làm tăng chi phí. Với số đồng phục này được phục vụ cho bộ phận dịch vụ bảo vệ, các bạn sẽ đưa vào chi phí để tập hợp lại tính vào giá thành của mảng dịch vụ. Phản ánh vào bên nợ của tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6273 theo thông tư 200. Chi phí đồng phục này không thuộc là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, không thuộc chi phí nhân công trực tiếp, do đó toàn bộ các chi phí tham gia vào quá trình sản xuất cũng như mảng dịch vụ, chúng ta sẽ đưa vào chi phí sản xuất chung và phản ánh chi tiết là 6273 với chi phí công cụ dụng cụ. Còn theo thông tư 133, chúng ta không có các tài khoản chi tiết là 621, 622 và 627 sẽ được phản ánh toàn bộ vào bên nợ của tài khoản 154. Như vậy, khi thực hiện hạch toán các chi phí, tài khoản 154 chúng ta phải luôn kèm theo khoản mục chi phí đi kèm, chọn sản xuất chung, dụng cụ sản xuất, phản ánh làm tăng chi phí và giảm kho công cụ dụng cụ bên có của tài khoản 153. Với thông tư 200, khi thực hiện tính giá thành, chúng ta sẽ làm thêm bút toán kết chuyển chi phí, đưa về lại bên nợ của tài khoản 154 có cho tài khoản 6273. Do các tài khoản từ loại 5 cho đến loại 9 sẽ không có số dư cuối kỳ, vậy để tập hợp lại được tổng toàn bộ các chi phí của tài khoản 621, 622 và 627 lại. Với bước kết chuyển chi phí này, sẽ đưa toàn bộ bên nợ về bên có của tài khoản loại 6 để phản ánh vào tổng chi phí của tài khoản 154. Sẽ làm cho các tài khoản đầu 6 không còn số dư cuối kỳ. Trường hợp thứ hai, đối với mua về và sử dụng ngay, thì chúng ta sẽ đưa thẳng vào chi phí nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 6273 theo thông tư 200. Với các chi phí mua về sử dụng cho mảng sản xuất dịch vụ để làm tăng chi phí, nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng và có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả. Căn cứ vào nội dung trên hóa đơn, số đồng phục này được mua về và nhập kho trước, do đằng sau hóa đơn có phiếu nhập kho đi kèm. Chúng ta sẽ phản ánh đưa vào kho công cụ dụng cụ tài khoản 153. Với bút toán nợ cho tài khoản 153 làm tăng kho công cụ, số tiền là 8.750.000 đồng. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng có cho tài khoản 331. Các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, tích chọn mua hàng trong nước nhập kho. Phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu nhập kho, phản ánh hình thức chưa thanh toán. Căn cứ vào thông tin của hóa đơn, chúng ta sẽ điền thông tin nhà cung cấp công ty may Phương Thảo. Diễn giải các bạn sẽ phản ánh chi phí mua đồng phục bảo vệ ngày 8 tháng 1 năm tài chính. Sang phần tab hóa đơn, các bạn sẽ điền hóa đơn số 000685 và kiểm tra lại ngày hóa đơn. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã hàng và chọn đến mã đồng phục bảo vệ. Đây là mã mà chúng ta đã thực hiện khai báo ở phần 2. Dữ liệu của đầu kỳ còn số lượng tồn kho công cụ dụng cụ
Để điền được số dư này thì trước đó các bạn đã thực hiện việc khai báo các mã công cụ dụng cụ, sau đó điền số dư còn tồn. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm đến mã đã thực hiện khai báo đồng phục bảo vệ. Phần mềm sẽ tự động cập nhật vào kho của tài khoản 153 để làm tăng kho công cụ dụng cụ với bút toán nợ cho tài khoản 153, nợ cho tài khoản 1331, có cho tài khoản 331, số lượng là 35 bộ với đơn giá 250.000 đồng. Ở phần 2 nhỏ tắp thuế, các bạn sẽ điền lại phần trăm thuế suất theo như trên hóa đơn. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung, phần 3 nhỏ chi phí chúng ta sẽ bỏ qua. Tổng số tiền là 9.625.000 đồng, sẽ bằng tổng số tiền thể hiện trên hóa đơn. Kiểm tra lại toàn bộ nội dung, chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Khi thực hiện tích chọn hạch toán mua hàng trong nước nhập kho, thì phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu nhập kho. Và để kiểm tra được phiếu nhập kho này, thì các bạn sẽ vào phân hệ kho và chọn tab nhập xuất kho, chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu nhập kho mà các bạn vừa thực hiện. Do đó, đằng sau hóa đơn là phiếu nhập kho đi kèm thì chúng ta sẽ không cần phải thực hiện hạch toán thêm.